Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại Khôi Ngọng nhá. Trên bàn mình đang có đây, đó chính chiếc Redmi 12C, một cái mẫu máy vừa được ra mắt tại thị trường Việt Nam với mức giá là từ 3,2 triệu cho đến 3,5 triệu, tùy theo phiên bản cũng như cấu hình mà các bạn lựa chọn. Và nhiều người sẽ thấy rằng, ui, sao mức giá này nó sai sai nhỉ, không giống Xiaomi trước đây gì cả. Đó chính là do các bạn chưa tìm hiểu kỹ về mức giá này thôi. Bởi vì thực tế mà nói, khi mà chúng ta bán ra nhá, em này sẽ chỉ khoảng tầm là 2,4 triệu mà thôi. Và làm sao để có mức giá 2,4 triệu ấy? Hôm nay mình sẽ chỉ chi tiết bạn cũng như là cái lỗ hổng kinh tế trong việc chúng ta mua chiếc Redmi 12C nhá. Còn chi tiết hơn mời bạn đón xem trong video ngày hôm nay. Bắt đầu rồi nhá. Và đây chính em Redmi 12C mình muốn giới thiệu các bạn nhá. Em này sẽ nằm trong giải sản phẩm giá rẻ của Xiaomi. Trước đây chúng ta từng có Redmi 9C, Redmi 10C và bây giờ chúng ta sẽ có Redmi 12C. Cá nhân mình đánh giá thì em này vẫn sẽ một sản phẩm tập trung vào cái thiết kế, nói chung là cho cảm giác cầm nắm tương đối tốt. Trong cái tầm tiền này thì đây là một sản phẩm nó cho độ hoàn thiện tốt. Chúng ta sẽ có phần mặt lưng được làm nhám này, không bám quá nhiều mồ hôi dấu vân tay. Đây là một điểm mà Xiaomi họ đã làm từ trước nay rồi. Redmi 9C có, Redmi 10C có, nên Redmi 12C chúng ta cũng sẽ có nhá. Cái phần cụm camera đấy chúng ta sẽ được làm liền với cảm biến vân tay. Và cái cảm biến vân tay này mình nghĩ rằng vị trí của nó tương tác tương đối dễ dàng và cái độ nhận diện của nó cũng rất là cao đúng không bạn ạ? Và bạn có thể xem cái tốc độ mình mở khóa nhá, rất là nhanh luôn. Và đây sẽ là cảm biến vân tay một chặn nhá. Vị trí này thì mình ra rằng nó cũng không quá cao, vừa đủ để chúng ta thao tác với các phím như phím nguồn hay phím tăng giảm lượng, nó cũng vậy các bạn ạ. Và khi mà chúng ta gõ vào nhá, sẽ thấy rằng đây là một sản phẩm bên trong nó làm rất là đặc luôn. Mình gõ vào cũng không thấy tiếng ộp ộp như kiểu là một số sản phẩm vỏ nó mỏng hay là bên trong nó rỗng được các bạn ạ. Với các bạn khi mình sờ nắm này thấy rằng nó có độ chắc nhất định. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ có những yếu tố ở đây, ví dụ như các bạn sẽ có jack 3.5mm nhá, em này không hề bị cắt giảm luôn. Và đây là một sản phẩm nếu mà xét về độ mỏng ấy thì mình rằng nó cũng tương đối mỏng luôn. Và em này khi mà chúng ta xét về trọng lượng ấy, nó sẽ chỉ nặng 192g mà thôi. Với các bạn đây là một trọng lượng khi mà xét trên kích thước ấy thì nó không quá khó chịu cho chúng ta trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên trong thiết kế của em này có một điều mình thấy hơi đáng tiếc, đó chính là nó vẫn sẽ sử dụng cổng sạc micro đây nhá. Và lý do tại sao sử dụng cổng sạc micro ấy thì tí nữa mình sẽ chia sẻ ở phần sau của video. Còn về phần màn hình, chúng ta sẽ kích thước rất lớn đây, 6,71 inch. Và em này sẽ sử dụng tấm nền đó chính là IPS LCD với độ sáng đến 500 nits nhá. Nhưng các bạn lưu ý một điều cho mình, đó chính là độ phân giải em này sẽ chỉ dừng lại ngưỡng đó chính là HD mà thôi nhá. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ chỉ có tần số quét đó chính là 60Hz. Về cơ bản với một sản phẩm giá rẻ của Xiaomi ấy, thì mình nghĩ rằng màu sắc hiển thị của nó cũng xem nhau các bạn ạ. Cụ thể đây là một tấm nền khi chúng ta xét về độ tương phản nó sẽ không quá cao, nhưng về cơ bản là đủ để chúng ta sử dụng và kích thước của nó thì cực kỳ to luôn. Và như mình đã nói từ đầu ấy thì đây là một sản phẩm hướng đến nhóm người dùng cơ bản, và sản phẩm của nó, cái màn hình này ấy, nó cũng không phải một sản phẩm quá cao cấp, không phải là AMOLED hay này nọ, nhưng khi mà chúng ta dùng ấy thì nó vẫn đáp ứng đầy đủ những nhu cầu bình thường như xem YouTube, xem Netflix. Và ở cái tầm giá rẻ chính hãng này ấy, chúng ta không thể đòi hỏi em này có chuẩn Wi-Fi L1 được nhá, nó sẽ chỉ dừng lại ở L3 ở đây mà thôi. Còn về thông số cấu hình nhá, thì ở đây em nó đang chạy trên phiên bản MIUI 13 dựa trên nền Android 12. Và chúng ta sẽ có rất nhiều phiên bản ở đây, cụ thể phiên bản 3GB RAM, phiên bản 4GB RAM cũng như phiên bản 6GB RAM. Và con chip mà em nó được trang bị sẽ có con chip Helio G85 nhá. Đây là một con chip nếu mà xét trong tầm giá cỡ 3-4 triệu không phải là một con chip nó quá khỏe, nói chung là gọi là ok thôi. Nhưng nếu mà để xét trong tầm giá từ 2-3 triệu ấy, thì nó sẽ lại là một con quái vật các bạn ạ. Và các bạn đã thấy em này khi mình thực hiện bài test bộ nhớ trên AnTuTu ấy thì nó sẽ đạt được cỡ khoảng tầm 15.000 điểm nhá. Và đây sẽ chuẩn bộ nhớ eMMC 5.1 các bạn ạ, không phải chuẩn bộ nhớ UFS 2.2 như trên bản Redmi 10C đâu. Và đây sẽ là lý do mà em nó sẽ chỉ có chuẩn bộ nhớ đó chính là eMMC 5.1, bởi vì em này thực tế nó sẽ là một phiên bản nâng cấp của chiếc Redmi 9C chứ không phải là một phiên bản nâng cấp của chiếc Redmi 10C các bạn nhá. Và nếu bạn check giá của chiếc Redmi 10C này trên những nền tảng ví dụ như Lazada hay là Shopee ấy, chúng ta sẽ thấy rằng mức giá này nó không hề đắt đâu bạn ạ. Cụ thể chúng ta sẽ có mức giá niêm yết là từ 3,2 triệu cho đến 3,6 triệu nhá. Nhưng nếu mà bạn mua trong ngày mở bán của nó, cụ thể chúng ta sẽ có ngày mở bán từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3 thì em nó sẽ giảm 800k. Tính ra nếu mà bạn trừ vào giá bán đây, với mức giá là 3,2 triệu đây, chúng ta trừ 800 đi ấy, thì nó sẽ chỉ còn là 2,4 triệu mà thôi. Và khi chúng ta đặt chiếc Redmi 12C này trong tầm giá cỡ khoảng tầm 2,4 triệu cho phiên bản 3 cũng như 32GB RAM ấy, thì mình rằng đây là mức giá hợp lý các bạn nhé. Các bạn hoàn toàn có thể sắm em này để cho phụ huynh hoặc là với những ai chúng ta mua với nhu cầu cơ bản ấy, thì đây là mức giá mình thấy rằng ok luôn các bạn ạ. Và quan trọng nhất là cái cấu hình của nó sẽ là con chip Helio G85. Đây là một chip ok luôn khi mà chúng ta xét trong tầm giá cỡ 2,4 triệu.
Ngoài ra với những điểm số khác mình đã test đây, ví dụ như Wildlife Extreme Stress Test này, thì điểm độ ổn định của nó cũng sẽ đạt đến 99,7%. Tất nhiên là những điểm số như Bad Loop, so Low Loop ấy, nó sẽ không quá cao đâu. Ngoài ra mình cũng đã chấm một bài khác, đó chính là Geekbench 5, có thể xem qua đây nhá. Điểm số của nó, điểm đơn nhân đấy sẽ đạt ngưỡng đó chính là 355 điểm. Còn điểm đa nhân ấy sẽ là 1.286 điểm. Với mức cấu hình này thì mình khuyên bạn chúng ta chơi những tựa game ví dụ như Liên Quân Mobile hay Tốc Chiến ấy, chơi mức cơ bản thôi nhá. Còn với những tựa game nó đòi hỏi 3D quá mạnh, ví dụ PUBG 3 ấy, chúng ta không nên quá cày với những cấu hình cao. Thế nên mình mới kết luận một điều, đây là một phiên bản nâng cấp của em Redmi 9C chứ không phải là phiên bản nâng cấp của em Redmi 10C các bạn nhá. Em này màn hình to hơn Redmi 9C, sau đó là cấu hình của nó cũng sẽ ok hơn. Đây, nếu mà chúng ta đặt lên bàn cân so với em Redmi 9C và em Redmi 12C nhá, cấu hình của nó cũng không thay đổi quá nhiều về phần thiết kế đâu. Tuy nhiên chúng ta sẽ có những điểm thú vị, ví dụ như cái em Redmi 12C, các bạn sẽ có kích thước màn hình lớn hơn, sẽ là 6,7 inch thay vì 6,53 inch. Thêm vào đó độ sáng của nó cũng sẽ cao hơn bạn nhá. Tầm giá thì nó cũng sẽ xem nhau. Con chip ở đây chúng ta cũng sẽ có chip xịn sò hơn, Helio G85 thay vì Helio G35. Ngoài ra thì chuẩn bộ nhớ của nó vẫn sẽ tương tự như vậy, vẫn là eMMC 5.1. Còn lại các thông số khác nhiều camera cũng sẽ được nâng cấp lên nhá. Và đây mình cũng sẽ nói luôn về phần camera. Cụ thể với chiếc Redmi 12C này, chúng ta sẽ cụm camera sau với độ phân giải tối đa là 50 megapixel. Với cơ bản thì đây là cái thông số hiện tại nó đang khá phổ biến trong tầm này rồi. Nhưng mà khuyên bạn một điều, đó là chúng ta nên chụp trong những điều kiện đủ sáng thôi nhá, với cụm camera 50 megapixel này. Còn lại chúng ta sẽ có một ống kính phụ ở đây với độ phân giải là 0,8 megapixel, phục vụ cho nhu cầu đó chính là chụp ảnh xóa phông. Còn lại camera selfie vẫn sẽ có độ phân giải là 5 megapixel các bạn nhá. Nói chung là về cơ bản cấu hình trong tầm này không đòi quá cao được. Và cuối cùng viên pin của nó sẽ có dung lượng đó chính là 5000 mAh và hỗ trợ sạc micro sẽ chỉ là 10W mà thôi. Thế nên khi chúng ta đặt lên bàn cân so sánh về chiếc Redmi 10C thấy nó hơi sai sai đúng không? Nhưng nếu chúng ta nhận xét đây là một phiên bản nâng cấp của chiếc Redmi 9C ấy, thì chúng ta sẽ có một góc nhìn khác nhá. Với mức giá 2.4 triệu ấy thì mình rằng nó đã hợp lý hơn rất là nhiều. Các bạn thấy không? Em này nếu mà so sánh với chiếc Redmi 10C nó có rất nhiều yếu tố tương đồng luôn. Sạc này, pin này vẫn sẽ vậy luôn nhá. Hay cụm camera ấy, nó cũng thay đổi quá nhiều đâu. Một điều chưa giới thiệu bạn đó là trong hộp của nó ấy, sẽ có những gì. Đầu tiên thì vẫn sẽ là những cái siêu thôi. Chúng ta năm nay ấy, ở trên phiên bản này các bạn sẽ không có ốp các bạn nhá. Đơn giản trong cái hộp này ấy, sẽ chỉ là những quyển sách hướng dẫn sử dụng thôi. Còn đây thì bạn sẽ có một cái sạc, cụ thể đây là sạc 10W nhá, sử dụng cổng A2 micro, một yếu tố nói chung là đi theo máy rồi. Và đó là tất cả những gì mà chúng ta sẽ có trong hộp, sẽ đơn giản là sạc cáp cũng như là sách hướng dẫn sử dụng. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ bạn với em Redmi 12C. Khi mới mức giá của nó là dành cho những ai mua đầu tiên ấy sẽ chỉ là 2.4 triệu thôi, thì mình rằng đây là một sản phẩm nó có cấu hình cũng như là xét về những yếu tố khác, phần màn hình này, sau đó là phần hiệu năng, đánh giá là ổn trong tầm giá nhá. Khi mà cỡ khoảng tầm 2.5 triệu ấy, cấu hình này quá là in ba luôn. Các bạn, bạn nghĩ sao về chiếc Redmi 12C? Hãy để lại ý kiến bên dưới nhá. Chỉ có điều hạn chế đó chính là đây là một chiếc điện thoại dành cho những ai có nhu cầu cơ bản, với phiên bản của nó sẽ là 3 cũng như 32GB ROM. Các bạn nghĩ sao về chiếc Redmi 12C trong tầm 2.5 triệu? Hãy để lại ý kiến bên dưới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp bạn trong các video sau. Nhấn like cũng như subscribe ủng hộ kênh Khôi Ngọng nhá. Còn bây giờ bye bye.